gì nữa đây? Ăn nói với anh vậy đó hả? Vậy anh muốn tôi phải nói sao với một kẻ lừa gạt tôi hết lần này tới lần khác nha anh hả? Anh hứa với tôi là sẽ không làm hại anh Khang nữa, vậy mà anh cho người đụng xe khiến anh bị thương nặng đến như vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa. Và anh cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh đừng có nghĩ là anh sẽ uy hiếp được tôi nha. Tôi nói cho anh biết trước, tôi thà chấp nhận mất hết tất cả chứ không bao giờ để anh uy hiếp hạ người nữa đâu. Khoan đã. Cái gì, cô ra. Bỏ đi dễ dàng như vậy à? Cô nói là cô chấp nhận mất hết tất cả mọi thứ, có nghĩa là cô chấp nhận mất luôn bé Nhi. Anh định làm cái gì? Nhi là con của anh đó. Đúng. Chính vì nó là con của tôi, cho nên là tôi sẽ bắt nó về. Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được nó đâu. Anh biết cái gì về nuôi con mà anh dành quyền nuôi dưỡng? Trong khi nó đang bị bệnh, nó nhớ ba, nó muốn gặp ba. Vậy mà anh chỉ biết chìm đắm trong cái kế hoạch trả thù của anh, là không muốn gặp nó. Anh có thương con đâu hả? Anh có coi nó là con đâu mà anh phải đặt dành quyền nuôi dưỡng nó? Kế hoạch của tôi, tôi sẽ không để cho ai phá vỡ nó. Tôi sẽ để cho bọn chúng thấy và chứng kiến cái cảnh gia đình phân ly đau khổ như thế nào. Con của tôi không được gọi kẻ thù bằng ba. Và nếu như kế hoạch đó không thành công, cô sẽ không bao giờ gặp được cái gì vĩnh viễn, hiểu chưa? Mọi việc đang tiến triển rất là tốt. Con tin là vụ án của ba sẽ sớm được sáng tỏ. Ừ, các con muốn làm gì thì làm, nhưng phải nhớ sự an toàn của bản thân là trên hết. Ừ, dạ, con biết rồi. Ba, con có chuyện này muốn thưa với ba. Có chuyện gì, con nói đi. Dạ, chuyện con sắp thưa liên quan đến vợ của con. Anh hai, chuyện đó để về nhà nói. Sao vậy, có chuyện gì? Dạ thưa ba, trước đây Hà có một đứa con riêng bên ngoài. Cái gì, con nói sao? Dạ, con đã nhận đứa bé này và đem về nuôi dưỡng như con của mình. Con xin ba hãy chấp nhận và tha thứ cho Hà. Vậy mẹ con nói sao? Dạ, mẹ đã tha thứ cho Hà và chấp nhận đứa nhỏ. Vậy thì ba cũng không có ý kiến gì đâu. Dạ, con cảm ơn ba. Honey. Hả? Ủa, mọi người nhìn kìa, cái gì vậy? Mà phải lâu lắm rồi á, Cẩm Kiều mới cảm nhận được không khí vui vẻ như vậy. Phải đó, em cảm thấy vui lắm. Lẽ ra cả nhà mình phải ăn một bữa tiệc nho nhỏ để mừng Khang và Minh tai qua nạn khỏi. Thôi, tiệc tùng chi cho tốn kém vậy. Cả nhà mình á, ngồi ăn với nhau một bữa cơm là vui rồi. À, tôi nói sót niềm vui ngày hôm nay. Đó là niềm vui anh Trường cũng đã qua cơn nguy hiểm. Cái đó người ta gọi là ở hiền thì gặp lành. Bây giờ chỉ cầu mong anh Trường tỉnh lại, vụ án của anh Phong á được tháo gỡ, thì hai nhà mình á sẽ được đoàn tụ như xưa, đúng không Honey? Đúng rồi. Nè, tới lúc đó là cả nhà mình phải đi du lịch cho thật đã nha. Trời ơi, cái con này chưa gì đã tính chuyện đi chơi rồi ha. Thì đó, lúc đó cả nhà mình đi du lịch hết trơn rồi. Lúc đó thì chị Thiên Lam sẽ ở nhà giữ nhà cho mọi người nha. Hay ha. Thôi mọi người ăn đi. Cô Thanh ơi, cô Thanh, có mấy người mặt mũi họ bậm trợn lắm, họ đến họ kiếm người à. Cái gì? Họ kiếm ai vậy? Dạ, họ kiếm cô Thiên Lam mà. Cô Thiên Lam đâu rồi? Đâu rồi? Này, mày đâu rồi, ra đây. Tưởng chỗ lúc đó là xong hả? Mày ra đây coi. Ra đây. Ra đây, Thiên Lam. Mọi chuyện sao rồi? Đúng như kế hoạch, mọi thứ bây giờ là của anh. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ chứ? Tuyệt đối sạch sẽ.
Mọi chữ ký đều là của chị Hân. Ừ, tốt. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Tôi cần thêm một tuần nữa để làm sạch sẽ hết mọi giấy tờ. Trong tuần này tốt nhất đừng để chuyện gì xảy ra. Yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Ba, những gì ba dặn con sắp làm được rồi. Con sẽ lấy lại được tất cả những gì đáng lẽ thuộc về gia đình của mình. Và những kẻ đã hại ba sẽ tan nhà nát cửa, giống như gia đình của mình trước đây. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ. Ma xin lỗi mẹ con ơi, ma không thể nào chịu khổ được. Ma không thể sống trong cái căn nhà mà mỗi một ngày đều có người tới đập phá đòi nợ. Ma sẽ về đón con, nghe không Trí? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ. Trời ơi đất ơi, gia đình này tan nát hết rồi. Ba, hãy để cho mẹ con đi đi. Ba, đi người nào thì đỡ khổ cho người đó con à. Ba, đi được người nào thì đỡ khổ cho người đó. Có phải như vậy mà ba bỏ con đi trước không ba? Ba ơi, ba sao vậy ba? Ba ơi, ba sao vậy? Ba đừng có làm con sợ mà ba. Ba ơi, ba. Ba. Ba có lỗi với con. Gia đình mình tan nát hết rồi con ơi. Ba, ba ơi, ba ơi, ba, ba ơi. Ba ơi. Ba. Với ba đi. Ba, đây là những người đã hại gia đình mình. Ba, ba toàn là người trong con. Ba, 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 con với ba là con phải trả thù cho ba. Ba tỉnh lại đi ba ơi. Ba tỉnh lại đi. Ba. Ba. Lần sau con quay lại thăm ba, con nhất định sẽ đem thắng lợi đến cho ba. Đồ chơi hôm trước anh mua cho con có đưa cho nó chưa? Có. Ừ, tốt. Bây giờ bên đó có thông tin gì mới không?
Gần đây không có chuyện gì xảy ra hết. Thiệt không? Em đừng tưởng là anh chỉ gài có một mình em để theo dõi thông tin của kẻ thù. Nếu như em nói dối anh, đừng có trách anh. Thì cũng chỉ là chuyện riêng của Lam thôi. Mà đó là chuyện riêng của cô ta, không có liên quan gì tới chuyện trả thù của anh hết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe. Kể đi. Con mau nói thật cho mọi người biết đi. Tại sao cái đám người đó lại tới đây đòi nợ? Gây chuyện gì rồi đúng không? Ờ, dạ, số tiền đó... Nè, con mau nói đi, để mọi người biết đường mà tính. Người ta tìm đến tận đây rồi, toàn là dân anh chị không đó. Dạ, số nợ đó con... con mượn giùm cho Thanh Nhã. Cái gì? Con đi mượn giùm? Dạ, thưa cô Kiều, tại vì má của Thanh Nhã cần tiền để phẫu thuật, mà chạy dậy tới lui á, cũng không có mượn được ai hết. Con thấy tội nghiệp cho nên con đứng ra con mượn giùm. Nào ngờ đâu hai ba bữa nay Nhã đi đâu con không có liên lạc được, cho nên người ta quay qua đòi nợ con. Trời ơi, Lam ơi là Lam, hơn cả 100 triệu mà con dám đứng ra mượn giùm cho người ta. Đó là một số tiền lớn đối với gia đình của mình hiện giờ, con có biết không? Dạ, tại con không ngờ Nhã lại đối xử với con như vậy. Trước đây á, gia đình mình còn khá giả, còn có của để cho con tiêu xài quan phí. Còn bây giờ, hoàn cảnh gia đình của mình bi đát lắm rồi mà con vẫn chưa khôn ra hả Lam? Nè, thôi, chuyện đã lỡ rồi, có rầy có la nó cũng không có được cái gì đâu. Con xin lỗi mọi người. Con biết bây giờ nhà mình đang gặp khó khăn mà con lại còn đi kiếm chuyện như vậy nữa. Con xin lỗi mọi người. Thôi được rồi, Lam thấy mình vô dụng lắm. Lam không muốn làm phiền mọi người nữa. Lam sẽ tự tìm cách. Chị tìm được cách gì? Thì chị sẽ đi tìm Thanh Nhã. Nếu mà tìm ở Sài Gòn không được thì chị sẽ xuống dưới quê tìm. Chị tìm ra Thanh Nhã thì đã sao? Chủ nợ có cho chị thời gian để tìm hay không? Rồi bạn thân của chị không có tiền để trả thì cuối cùng cũng phải nhờ tới chị thôi. Có đem đủ tiền chưa? À, mời cậu ngồi, tôi có vài việc muốn hỏi cậu. Hỏi cái gì nữa? Tôi có giấy nợ, con các người mượn nợ, bây giờ trả hết nợ là xong phẳng, không còn phải gặp nhau nữa. À, chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng về cái số nợ đó thôi. Cháu gái của tôi lấy cái gì làm tin mà để cho anh phải tin tưởng giao cho nó số tiền vay đến 100 triệu? Nè, ông tính kiếm chuyện với tôi hả? Ừ. Con nhỏ này nó có máu mặt trong giới ăn chơi cho nên tôi mới cho nó vay. Ai dè, tiểu thư gì mà nhục, mới có 3 ngày mà trốn mất tiêu. Tôi đâu có trốn, số tiền này là tôi mượn cho bạn tôi chứ đâu phải mượn cho tôi đâu. Mày đứng ra mày mượn, mày bảo lãnh, mày ký tên vô đây nè, bây giờ nó trốn mày phải trả. Bây giờ muốn nó cứng tao đúng không? Cậu à, cậu nghe Kiều nói nè, dục tóc á là bất đạt, cái gì cũng vậy, bình tĩnh, từ từ, đừng có nóng, hư bột hư đường nha. Bây giờ trả không? Dạ trả. Dạ đây là 100 triệu tiền vốn cộng với 14 triệu tiền lời tôi trả cậu nè, cậu đếm lại giùm cho Kiều đi. Thôi khỏi, nhìn mặt bà là thành khẩn tôi tin tưởng rồi. Mọi người đừng có để bị lừa gạt. Nhã, mày đi đâu mấy bữa nay để cho chủ nợ tìm đến nhà tao vậy? Tao suy nghĩ mấy chuyện nên tao phải về quê. Bây giờ khi suy nghĩ thông suốt rồi, tao mới quyết định quay trở lên. Lam, mày dừng lại đi, đừng có lừa gạt mọi người nữa. Mày nói gì vậy? Tao không có hiểu gì hết. Cô chú, số tiền này là do Lam bàn với con, bày mưu để lừa gạt mọi người, chứ con không có mượn nợ gì hết. Cổng chủ nợ này cũng là giả luôn. Mày im đi, mày nói cái gì vậy? Tao chỉ muốn nói sự thật thôi. Mày vừa phải thôi đi nha. Mày im đi, mày đừng có nói nữa. Nè, con ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Còn con nữa, kể cho cô nghe mọi chuyện rõ ràng coi. Cô hoang mang quá không hiểu gì hết.
Dạ, lúc trước vì con cần tiền cho nên mới giúp Lam làm chuyện này. Nhưng con đã suy nghĩ lại rồi, con không muốn giống như ngày xưa, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài, không có làm được việc gì có ích hết. Con muốn sống đàng hoàng để cho má con được yên tâm, cho nên con mới quyết định phanh phui mọi chuyện. Cô à, cô đừng có tin nó nói. Dễ lắm. Muốn biết ai gian ai ngay, đi báo công an á là lòi ra hết hả? Ừ, để kêu báo. Không vui nha, không vui nha. Tôi chỉ nhận tiền của cô này để diễn kịch thôi nha. Bất quá tôi trả tiền lại nè. Ban đầu nói với tôi á, chắc ăn lắm, chỉ cần hù là được rồi, ai dè liên quan tới công an. Tôi muốn rắc rối đâu, xin phép ha. Dạ, xin phép ha. Con à, con làm cho cô thất vọng quá. Con Khánh à, cô Kiều, con Khánh nghe con giải thích đã. Cô Kiều, con Khánh, cô Kiều. Chính vì sự việc đó mà bà Ngân đã đuổi Thiên Lam ra khỏi nhà. Mọi người đều rất giận vì Thiên Lam không biết tu tỉnh, nên không ai đói hoài hay can ngăn gì hết. Cho đến bây giờ Thiên Lam đi đâu cũng không ai biết. Không ai biết cô ta ở đâu luôn sao? Bà Ngân chịu để con gái cưng của mình sống cực khổ như vậy luôn hả? Tình hình hiện nay không còn giống như ngày xưa nữa. Mọi người đã quá mệt mỏi. Chuyện của Thiên Lam giống như giọt nước làm tràn ly, lấy đi hết lòng tin của tất cả mọi người. Cô thật không hiểu, tại sao đến giờ này mà con vẫn chưa chịu tu tâm sửa tính vậy hả Lam? Con thấy con không có làm gì sai hết. Con nói vậy mà con nói được à? Con bày mưu lập kế lừa gạt tiền cả nhà này mà con nói không sai là sao chứ? Là do mọi người đối xử với con không ra gì trước thôi. À, từ sau khi con ra tù á, mọi người đề phòng con giống như là đề phòng dịch bệnh vậy. Con đi đâu á cũng phải trình báo, muốn xin cái gì cũng phải năn nỉ tới gãy lưỡi. Con có nói cái gì á cũng không ai tin, không ai chịu nghe hết. Con làm như vậy á là chỉ muốn có một số tiền để làm ăn thôi. Làm ăn hay là chơi bời hả? Con đừng có ngụy biện nữa, không có ai tin con đâu. Không tin thì thôi, con cũng không cần. Mọi người cứ coi như là không có con đi, con cũng coi giống như mình là mồ côi không có người thân gì hết. Khốn nạn, con đã nói như vậy rồi á thì được, cô sẽ không có đứa cháu như con. Sao lại giận dữ như vậy? Không có liên quan tới mày. Cô đừng có nóng với tôi như vậy, biết đâu sau này cô sẽ nương nhờ tôi lắm. Sau khi bị gia đình và tất cả mọi người ruồng bỏ, mày muốn tao về phe mày hả? Còn lâu. Tôi thấy vậy nè, thứ bảy chủ nhật á, mình thêm mấy món như bánh mì hấp, chả giò hay là cá tai tượng chiên xù, hoặc là bánh xèo cũng được. Mình thay đổi để cho khách có nhiều lựa chọn. Chị thấy đúng không? Chị nói đúng đó. Ừ. Con đề nghị thêm mấy món nữa, chẳng hạn như là lẩu nấm nè, bò kho nè, cà ri gà nè. Con nghĩ mấy món đó ai cũng thích hết. Khách hàng thích hay là con thích đây? Thì lúc đó con sẽ là khách hàng thân thiết nhất của nhà hàng hai bà mẹ. Được đó. Vô đây. Con còn về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi? Con đâu muốn về đâu, chẳng qua Khanh lôi con về thôi. Con bước ra khỏi nhà này, mà không muốn thấy con ở đây nữa. Từ nay về sau, con muốn sống sao thì sống, mẹ sẽ không bao giờ quan tâm con nữa đâu. Nếu mẹ đã nói như vậy á thì con Lam sẽ... Kêu về đây là để xin lỗi, chứ không phải để gây thêm chuyện.
mình cũng muốn xin lỗi lắm, nhưng chưa kịp xin lỗi đã bị chửi xối xả rồi. Con, chị Ngân à, đừng có nóng quá chị. Lam à, nếu em còn giữ thái độ đó để nói chuyện với mọi người thì anh nghĩ em nên đi ra khỏi nhà đi, không cần ở đây một giây một phút nào nữa. Anh đừng có lên mặt mà dạy dỗ tôi. Nếu có thời gian á thì dạy dỗ vợ mình đi. Vợ của anh mang con của thằng khác về cho anh nuôi được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba đó. Lan nè, em ra khỏi nhà ngay. Thôi mà con, khỏi cần phải đuổi, tôi cũng chẳng muốn ở đây đâu. Lam, Lam, trời, đúng là quả báo mà. Chị à, từ từ rồi mình khuyên nó gì. Tuần trước em đi dự đám cưới của bạn em ở Singapore. Em đã làm quen được với ông Roger, tổng giám đốc điều hành IPP của khu vực Đông Nam Á. IPP, một trong năm tập đoàn bất động sản lớn nhất Đông Nam Á. Dạ phải. Sắp tới IPP sẽ đầu tư xây dựng một khu phức hợp ở phía tây thành phố. Trước mắt thì họ đang tìm kiếm một số đối tác xây dựng cho công trình làm biệt thự của khu phức hợp này. Và thông qua mối quan hệ của bạn em, em đã xin được một cuộc hẹn với ông Roger vào tuần sau, khi ông ấy qua Việt Nam. Và nếu hoàn mỹ của chúng ta thành công tiếp cận với khách hàng này, em nghĩ sẽ tạo ra được một bước tiến vô cùng lớn. Hay quá. Nếu vậy thì ngày mai anh sẽ vô công ty cùng với mọi người chuẩn bị tài liệu cho cuộc hẹn này. Thực sự thì em rất cần anh, nhưng anh còn đang trong thời gian dưỡng bệnh. Không sao đâu, chân anh đi lại hơi khó, nhưng cái đầu của anh còn hoạt động tốt lắm. Để em phụ với hai người nha. Em nghĩ là chị Khanh sẽ giúp được nhiều đó. Xin lỗi nha, em không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu. Bây giờ thì em đã biết được nguyên nhân tại sao anh lại quyết định cho em nghỉ phép một thời gian dài rồi chứ. Sau tai nạn của anh và anh Kiệt, em mới thấm thía lời ba dạy. Bây giờ chuyện vui nhất đó là gia đình được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Vậy là quan trọng nhất rồi đúng không? Chuyện tiền tài vật chất cũng không còn quan trọng, hận thù cũng không nên đeo mang làm gì nữa. Em nghĩ lại, em thấy thời gian qua em đã không đúng. Em cứ hận thù, mù quáng, em cứ lao vào mớ bồng bông đó. Nghe em gái của anh nói vậy, anh vui mừng lắm. Thật lòng thì anh chỉ muốn em gái của mình có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Anh hai yên tâm đi, em biết là từ nay em phải làm gì rồi. Hay quá. Vậy là lần này em không phải chiến đấu một mình nữa rồi. Tất nhiên rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng lên. Em không cần phải hỏi ngược lại, chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi. Nói đi. Khanh có dẫn Lam về nhà. Bác xin lỗi và xin gia đình tha thứ. Nhưng mà cô ta ngang bướng, lại còn tranh cãi, cho nên là anh Khang đuổi thẳng. Anh không cho ở trong nhà nữa. Sao giờ này bên đó im ắng quá vậy? Hay là em vẫn biết mọi chuyện mà em không chịu nói? Không có. Tốt nhất là đừng có giở trò với anh, nếu không hối hận không kịp đâu. Cơm gần chín rồi, em đợi chị chút nha. Chị còn xào rau nữa là xong rồi. Anh hai tôi khỏe lại rồi, chị có thể đi được rồi đó. Chị sẽ đi, nhưng mà hai ngày nay bé Tùng nó mọc răng, cho nên nó còn sốt. Em cho chị ở lại thêm mấy bữa nữa cho nó khỏe hẳn. Chị sẽ nói chuyện rõ ràng với anh Khang, rồi chị sẽ đi mà. Tôi không muốn chị nói gì với anh hai tôi hết. Anh hai tôi là người đơn giản, tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà ít nghĩ đến bản thân. Tôi không muốn là anh tôi bị tổn thương, bị dằn vặt vì đã quá tin tưởng chị, đã nuôi ông tay áo, để cho chị phá hỏng hết tất cả mọi thứ trong nhà này.
Chị biết là chị phải làm gì rồi. Chị hứa là chị sẽ im lặng ra đi. Bé Tùng và anh hai tôi vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, vẫn cần người để chăm sóc, nên tôi cho phép chị ở lại với một điều kiện. Chị phải giúp tôi tiếp tục đưa tin cho Minh Triết. Alo Mẫn hả? Tao có chuyện nhờ mày giúp. Tao đang kẹt chỗ ở vài ngày, mày cho tao mượn một phòng bên khách sạn nhà mày cho tao ở đỡ vài bữa được không? Không được hả? Thôi được rồi, cảm ơn mày. Alo Nhã hả? Mày đừng có cằn nhằn tao nữa được không? Tao có chuyện mới nhờ mới gọi tới mày. Tao đang kẹt chỗ ở, tao qua bên nhà trọ mày ở đỡ vài hôm nha. Không cho ở thì thôi, chứ đừng có cằn nhằn lên lớp dạy đời tao như vậy. Toàn thứ gì đâu. Bình thường thì bạn bạn bè bè, tới lúc có chuyện nhờ giúp đỡ á thì không có đứa nào giúp. Nếu bây giờ hối hận, muốn về nhà vẫn còn kịp đó. Lam đã gây ra quá nhiều chuyện như vậy, không phải muốn về là về. Đúng, không phải nói là được, mà phải làm. Sổ sách bên công ty An Phát do anh Triết đem qua có vài điểm nghi vấn. Em đã đòi giải trình cả tuần nay, nhưng phía bên anh Triết chưa có phản hồi gì. Cô thấy nghi ngờ ở điểm nào? Dạ thưa, dòng tiền cứ đi lòng vòng quá mức cần thiết. Điều này dễ gây ra lỗ hổng và thất thoát nếu như có một ai đó muốn giở trò. Thôi được rồi, trước mắt cô hãy khoan hối thúc bên đó phản hồi lại. Vì nếu bọn chúng thực sự có âm mưu, chúng ta làm như vậy sẽ là bước dây động rừng. Việc cần thiết nhất bây giờ là cô hãy nhờ một công ty kiểm toán nào đó thân tín với bên chúng ta kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cho tôi. Dạ em hiểu rồi, em xin phép ra ngoài làm việc. Ừ. Con nghe nè mẹ. Con xong việc chưa? Đi ăn trưa với mẹ nha. Dạ, con xin lỗi, con có hẹn rồi. Vậy hả? Vậy thôi, tối nay mẹ con mình gặp nhau. Con xin lỗi, tối nay con cũng bận rồi. Thôi được rồi. À, mẹ đã sắp xếp được cuối tuần này để đi tảo mộ ba con với con rồi. Dạ, con xin lỗi mẹ, con đột nhiên không muốn đi nữa. Con phải làm gì tiếp đây? Con chào mẹ. Đổi khăn cho tôi, tôi xài khăn lạnh. Vậy tôi lấy khăn giấy cho cô nha. Cô có biết suy nghĩ không vậy? Đổi cho tôi cái khăn lạnh có nghĩa là đưa cho tôi cái khăn nóng đó. Dạ. Khăn của cô đây. À, cô muốn ám sát tôi hả? Sao nóng dữ vậy? Thì cô yêu cầu khăn nóng, tôi mang khăn nóng ra cho cô đó. Tôi nói khăn nóng có nghĩa là khăn ấm, chứ không phải đem khăn ra trộn nước sôi rồi đem ra cho tôi. Phục vụ gì kỳ cục vậy? Cô à, đây là nguyên tắc. Nguyên tắc là mang khăn nóng ra rồi từ từ nó mới ấm. Có ai là khách hàng như cô không? Chưa có order một cái gì hết mà đã đòi khăn rồi.
cho một phần bún gạo xào bò, ít bún, một nước ép cam. Tôi biết rồi. Alo, em đang ngồi ngoài này nè, anh ra đi. Bận cái gì mà bận? Chủ nhà hàng có gì mà bận? Em gọi đồ ăn rồi đó. Mà bực mình quá à. Anh ra đây đi. Trời ơi. Cô làm như vậy còn gì đâu vậy của tôi nữa. Làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Cô phục vụ như vậy là đuổi khách đó, cô biết không? Cô biết là tôi vô đây ăn nhà hàng này là để trả lương cho cô đó, cô biết không? Bây giờ cô làm sao sạch đôi giày của tôi thì làm. Tôi xin lỗi. Sao vậy chị Lam? Chị để cái ly lên, tự nhiên cái cô lấy cái menu ra như vậy cho nên mới làm đổ cái ly chứ bộ. Nè nè nè, cô nói vậy ý là đổ lỗi cho tôi đó hả? Ai tuyển cô vô đây? Gọi quản lý cho tôi. Cần gì phải gọi quản lý ra đây? Chỉ có một chút xíu thôi mà, thì cùng lắm tôi lau cho cô thôi, có gì đâu mà phải la làng như vậy. Chị Lam, sao chị nói chuyện với khách như vậy? Chứ tôi có làm gì sai đâu, lỗi của cổ chứ có phải lỗi của tôi đâu. Bức quá, tôi đền lại ly nước thôi. Được rồi, cô nói cô lau thiệt sạch đôi giày này cho tôi đúng không? Rồi, lau đi. Cô cởi giày ra đi. Giày tôi là giày xịn, tháo ra rồi cô đánh tráo hay làm trầy xước đôi giày của tôi, cô trả 8 tháng lương cũng chưa đền nổi nữa. Cúi xuống lau. Nè, cô nghĩ cô là ai vậy? Tưởng tôi không có mắt nhìn hả? Giày này mà là giày hiệu hả? Nói cho cô biết, giày này chỉ là giày phay thôi, mà phay loại 2 ở mấy shop bình dân đó. Không có tiền mà mày đặt đua đòi với người khác. Cái gì? Quản lý đâu? Chủ quán đâu? Ra đây. Cái gì? Trời ơi, trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cô ngộ sao vậy? Bị cái gì vậy? À, trời ơi, có chuyện gì vậy hả? Anh coi á, hồi nãy cũng mang nước ra, không may đổ nước lên người em, ướt hết. Rồi em kêu cổ xin lỗi một câu, lau sạch đôi giày cho em mà còn không chịu. Rồi còn lớn tiếng nói với em nữa. Ông chủ à, không có như vậy đâu. Cô im đi. Cô là phục vụ, tôi trả lương cho cô là để phục vụ cho khách hàng. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cô làm như vậy chẳng khác lũi khách nhà hàng của tôi. Cô xin lỗi người ta đi. Tôi không xin lỗi. Vì không phải lỗi của tôi thì việc gì tôi phải xin lỗi chứ. Chính cổ cố tình giật cái menu làm đổ cái ly thôi mà. Tôi đã đồng ý lau giày cho cổ mà cổ còn quá đáng với tôi nữa. Đó, anh thấy chưa? Nói chuyện như chửi thẳng với mặt khách kìa. Ngộ biết rồi. Vậy mà còn lẻo mép cả tay đôi nữa. Bộ anh hết người tuyển hay sao mà tuyển cái hạng này vô làm vậy? Lấy từ từ ngộ giải quyết bà. Nè, cô có bằng lòng xin lỗi không? Nếu mà cô xin lỗi à mai à, tôi còn chiếu cố cho cô. Còn nếu không à, cô nghĩ đi. Xin lỗi không? Tôi đã nói rồi, tôi không làm sai thì tôi không xin lỗi. Người có lỗi là cổ. Trời, cái hạng người học thức thấp, tầm nhìn kém, văn quá thì nghèo nàn thì làm sao biết nói lời xin lỗi. Thôi bỏ đi, em không chấp mấy người học thức kém vậy đâu. Cô mới là cái kẻ đầu to mà ốc trái nho đó. Tưởng mình sành điệu thanh cao lắm hả? Không có một đống tiền để sửa hết cái mặt, hay là đi cặp với mấy ông bụng bự để có tiền xài? Có gì đâu mà ngon. Cái thứ cám loại 2 mà tưởng sô-cô-la loại 1. Mày nói cái gì? Cô khốn cái chùm quýt này. Ôi tuy là một tuần nữa ông Roger mới đến Việt Nam, nhưng mà ông ta rất là muốn coi bản kế hoạch của chúng ta, để khi đến nơi ông ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng. Vậy nên là trong vòng ngày mai chúng ta sẽ phải có bản kế hoạch trước để cho ông ta rồi. Gấp như vậy sao? Ừ. Nếu như vậy thì phải chuẩn bị tinh thần. Ba anh em mình phải càng ngày càng đêm. Như vậy thì mới có thể kịp cho deadline này. Ừ. Mời vào. Hồ sơ mà anh cần đây. Cảm ơn em. Alo. Dạ. Dạ con xin lỗi chú nhiều lắm.
Dạ, con cũng không biết nói làm sao hết. Con xin lỗi vì đã làm phiền chú như vậy. Dạ, con biết chú cũng khó xử lắm. Chú yên tâm đi, con sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Dạ, một lần nữa con xin lỗi chú nha, làm phiền chú quá. Dạ. Có chuyện gì vậy? Em giới thiệu cho Lam đi làm phục vụ ở một nhà hàng. Vậy mà nó gây sự rồi còn đánh lộn với khách nữa. Con nhỏ này không biết nói làm sao hết. Bây giờ đang bị tạm giữ ở công an phường rồi kìa. Em gọi điện cho Kiệt đi, mình đến đó coi sao. Không, cứ để bị giam ở đó một đêm cho biết mùi. Cái gì mình cũng sốt sắng, mình đứng ra giúp, người ta không biết quý đâu, không biết sáng mắt là gì hết. Cô. Ủa con, sao con về có một mình vậy? Còn hai đứa kia đâu? Dạ, anh Khang với lại Khanh ở lại công ty để làm bản kế hoạch với Nam. Chắc là bữa nay không có về được cô à. Thiệt tình cái thằng Khang, mới hết bệnh á mà đã lao đầu vào công việc rồi. Nè, con nhớ chú ý bồi bổ sức khỏe cho nó nghe, không thôi nó lại ngã gục nữa đó. Dạ con biết rồi. Cô ơi. Hả? Lam đang bị công an phường bắt rồi. Cái gì? Nó bị công an? Trời ơi, nó lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Dạ thì Khanh có xin việc cho Lam làm phục vụ ở một nhà hàng. Nhưng bữa nay Lam cãi nhau rồi đánh lộn với khách, cho nên là bị công an phường bắt rồi. Thiệt, cái con nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Không lẽ cả cuộc đời của nó không biết lương tâm là gì hay sao? Nó không nghĩ đến người thân đang lo lắng cho nó à? Công an hồi nãy gọi cho Khanh kêu lên bảo lãnh, nhưng mà Khanh nó không chịu. Nó nói là phải để Lam ở đó một hôm cho biết sợ, rồi mai nó mới cùng anh Kiệt lên bảo lãnh. Con Khanh nó làm như vậy là đúng lắm đó. Xin lỗi, cô có điện thoại. Alo, tôi Cẩm Kiều nghe đây. Phải, tôi là cô của Thiên Lam nè. Không có bảo lãnh gì hết á. Chú nói nó ở trong đó mà tự xét lại bản thân đi. Chuyện nó gây ra, nó phải tự chịu trách nhiệm, vậy nghe. Không có bảo lãnh. Những số điện thoại cô đưa tôi đã gọi rồi, không ai chịu đến để bảo lãnh cho cô. Vì vậy, chúng tôi sẽ tạm giữ cô cho đến khi giám định thương tích của nạn nhân. Coi như là tôi lễ mặt cô Khanh à, sẽ bỏ qua cho cô lần này. Cái người khách đó bị chạy xước sơ sơ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng một chút xíu nữa, người ta lên lầy nè, phải xin lỗi người ta chân thành lạc hoàng. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, cảm ơn chú đã bỏ qua. Thật tình à, tôi nể cô Khanh lắm á. Chứ hợp bình thường tôi lủi cổ rồi. Chú cứ yên tâm đi, Lam cũng bị ở một đêm trong công an phường rồi. Cháu nghĩ là Lam sẽ không dám gây rối và làm phiền gì đến chú nữa đâu. Cũng hy vọng là vậy. Dạ, xin phép chú. Chào cô. Chào chú. Anh chị ơi, anh chị khoan đi đã. Có chuyện gì vậy em? Chuyện không liên quan gì đến em hết, nhưng em thấy tội nghiệp chị Lam nên mới nói ra. Có chuyện gì á? Em cứ nói đi. Thiệt ra chuyện hôm qua không phải lỗi của chị Lam. Em thấy rõ ràng là lỗi của vị khách đó. Cổ cố tình gây khó dễ cho chị Lam. Nhưng vì cổ là bồ nhí của ông chủ, cho nên ổng mới bên vậy đó. Cảm ơn em, chị hiểu rồi.
Em xin lỗi. Em định mang cà phê vô cho anh với anh Nam, mà em sơ ý làm rớt tập hồ sơ. Không sao đâu, em mang vô cái thứ mà anh đang rất cần đó. Cảm ơn em. Ủa, Khanh đâu rồi em? Khanh đi cùng với anh Kiệt đến bảo lãnh cho Lam rồi. Với lại đi Lam đến nhà hàng để mà xin lỗi người ta. Vậy à? Ừ, em ra ngoài đây. Ừ. À, anh uống cà phê đi, lát em mang trang phục mới để cho anh thay. Nên là bị công an bắt à, gia đình không có ai bảo lãnh hết à. Cô nói cho cô biết à, không hộ mà làm việc cho nó đàng hoàng. Lần nghĩ à, có người gửi gắm vô lì à, ngộ không có dám lưỡi cô à. Từ lại à, ngộ sẽ lấy ý cô từng lấy từng tí à. Chỉ cần sai một liều thôi, lưỡi liền. Nhìn cái gì, bất mãn lắm hả? Cô còn nói lại đi, hôm qua là lớn lắm à. Cô dám nói bạn gái của ngộ là lầu to ốc như trái nho, chỉ có biết moi tiền của ngộ. Cô ta đúng là chỉ biết moi tiền và ổng ẹo thôi. Nhưng mà là cổ biết thân biết phận của mình, chứ không phải là giống ai kia không có biết vị trí của mình ở lâu. Tôi nghĩ ông nói hơi quá rồi đó. Hay à, cô Khanh trở lại chơi à. Gọi là sĩ nhân viên á bà. Dạ nhân viên. Cô ấy tuy là nhân viên, nhưng nếu làm đúng trách nhiệm và đạo đức của một con người thì không lý do gì ông lại sỉ nhục cô ấy như vậy. Hello cô, ngộ lăng dạy là một người chủ mà ông không phân biệt được phải trái là như thế nào, làm sao nhân viên nể phục, làm sao mà kính trọng được. Vậy à, mấy người à, mấy người đi đâu? Em yên tâm đi, tụi anh không để em phải thất nghiệp đâu. Hơn nữa đây cũng chỉ là một nhà hàng nhỏ không tên không tuổi, em không cần phải ép mình ở lại làm gì. Đi cái nhà hàng của ngộ vậy mà dám nói nhỏ hả? Hoa lăng lúc là cái lũ vô ơn. Mà kế hoạch này anh đã kiểm tra kỹ rồi. Dạ. Em đã có thể đưa cho khách hàng rồi đó. Anh đã làm gì suốt 2 ngày rồi? Mau về nhà nghỉ đi. Em không muốn anh lại ngã bệnh rồi bắt em và chị Khanh phải chống chọi lại mọi thứ đâu. Anh biết rồi. Để anh về liền. Anh Hai, Nhật Nam. Anh Khanh, Nam. Ủa, về rồi hả? Chuyện của Lam sao rồi? Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Và cô gái đó cũng đã rút đơn thư kiện rồi. Lam sẽ không sao. Khi mà đến nơi á, mới biết cái này không hoàn toàn là lỗi của Lam, mà là do cô gái kia quá đáng. Ông chủ do bên bồ nhí của mình mà dẫn đến ăn hiếp Lam, mới có cớ sự như vậy nè. Không phải là Lam gây sự nữa là tốt rồi. Nhưng mà như vậy có nghĩa là mất việc luôn ở nhà hàng rồi đúng không? Ừ. Cũng chính vì vậy nên tôi muốn hỏi ý Nam và anh Hai là có thể làm cho vô công ty mình làm việc được không? Chuyện này em gửi. Cho tôi ly cà phê đát được. Dạ. Làm tốt lắm. Dạ cảm ơn anh. Nhìn cô tàn tạ quá. Đây đâu phải lần đầu cô vô phòng tạm giam đâu. Đừng có giả vờ mèo khóc chuột ở đây nữa. Vậy chứ cô muốn tôi tới đây làm gì? Bảo lãnh cho cô hả? Tôi sẽ đồng ý làm việc cho anh, nhưng giá hơi cao đó. Ừ,
bao nhiêu? 200 triệu một tháng. Cao thiệt. Nhưng mà tôi sẽ trả cho cô nếu như cô đem lại cho tôi thông tin bổ ích. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao cô lại chấp nhận làm việc cho tôi? Làm sao để cho tôi tin cô đây? Tôi ra nông nổi như ngày hôm nay mà gia đình và bạn bè đều bỏ mặc tôi. Họ đã không coi tôi là người thân thì tôi cũng không cần họ nữa. Rốt cuộc tiền cũng là thứ quan trọng nhất. Nếu bây giờ có tiền thì tôi sẽ làm lại tất cả. Tôi sẽ thành công và cho họ sáng mắt ra vì đã coi thường tôi. Vậy còn thằng Quý? Người chết là hết. Với lại hắn cũng đâu có tình nghĩa gì với tôi đâu. Việc gì tôi phải nhớ tới một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của tôi chứ? Cô sẽ lấy thông tin được gì cho tôi? Tôi sẽ bán thông tin của Hằng Mỹ cho anh. Bây giờ ra khỏi đây còn chưa được. Huống hồ gì cô nói cô lấy thông tin ra từ Hoàng Mỹ. Cô khiến cho họ tin cô được sao? Chính vì vậy tôi mới cần nhờ anh làm một số chuyện để cho tôi có thể bước chân vô Hoàng Mỹ. Tôi muốn gặp con gái. Con bé không được khỏe nên nó không thể đi ra đường. Cô mà không đem con gái ra cho tôi gặp mặt thì tôi sẽ cho người tới bắt luôn đó. Con gái của ba hôm nay lớn quá. Lại đây với ba con. Qua đây. Ba có mua cho con búp bê nè. Búp bê công chúa mà con thích đó. Nè, búp bê cần người chăm sóc lắm đó. Con giữ đi. Đây, qua đây với ba. Bé Nhi. Bé Nhi qua đây với ba. Con nghe ba nói không? Đi qua đây. Anh nói từ từ rồi con nó qua. Anh nạt vậy con nó sợ rồi sao? Nhi, bé Nhi ngoan nha. Hai mẹ con mình ở đây chơi một chút, xong mẹ đưa con về. Rồi cả nhà mình đi xem hoạt hình nha. Bây giờ Nhi qua chơi với chú một chút nha. Con đừng có sợ, có mẹ ở đây mà. Bé Nhi ngoan, qua chơi với chú một chút rồi hai mẹ con mình về liền. Đi qua đây con. Đi qua đây với ba nè. Đó, thấy chưa? Như vậy thấy ngoan không? Bé Nhi nhớ nha, ba là ba của con, không có ba khang nào hết. Như nhìn ba nè, ba là ba của con. Nhi, con có nghe ba nói gì không? Nhi, tại sao con khóc? Hả? À, thôi đi. Nhi, có mẹ nè. Thôi, có mẹ là không sao, không sao đâu con. Cũng tại anh đó, mấy năm qua anh có chăm lo gì cho nó đâu. Nên bây giờ nó qua anh là phải rồi. Cô đừng có ăn nói với tôi kiểu đó. Có phải cô, chính cô đã dạy nó đối xử với tôi như vậy đúng không? Tôi không có dư hơi để mà nói chuyện với anh. Khoan, cô chưa nói cho tôi biết thời gian qua bên bọn Mỹ có thông tin gì mới không? Không có. Khôn hồn thì đừng có qua mặt tôi, nếu không gia đình nhỏ của cô không có cơ hội để qua được tối nay đâu. Tôi nghe mọi người bàn tán là sắp có một khách hàng lớn ở bên nước ngoài về, nhưng mà không biết là ai. Chuyện này bí mật, chỉ có anh Khang, Khanh và Nam họp riêng với nhau thôi.
Tôi cho cô 2 ngày, phải moi được tất cả thông tin chính xác cho tôi. Nhớ đó, đừng để đích thân tôi phải ra tay. Sắp tới anh sẽ tiếp xúc với một khách hàng rất lớn ở Singapore, một khách hàng lớn nhất từ trước tới giờ của An Phát. Còn cá lớn thường có rất nhiều mồi câu, ai sẽ có thể cạnh tranh với chúng ta? Hoàng Mỹ, lần này em muốn cạnh tranh công bằng. Đây cũng là dịp để em chứng tỏ khả năng thật sự của chúng ta. Em không muốn anh dùng bất cứ chiêu trò gì hết. Em yên tâm, mình đủ tiềm năng và năng lực của mình để có thể đối đầu với Hoàng Mỹ mà. Ừ, hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng. Nè, dạo này em sao vậy? Anh thấy em có chuyện gì đó rất căng thẳng. Đâu có gì đâu. Hay là trưa nay đi ăn với anh đi. Có một nhà hàng ở ven sông mới mở, đẹp lắm. Có một lần anh đi với đối tác. À, xin lỗi, em thấy trong người hơi mệt, cho em về nhà nghỉ ngơi thôi. Vậy anh sẽ đưa em về. Không cần đâu, em đi taxi được rồi. Gặp anh sau ha. Ừ, ok. Chào chị. Thôi hai người nói chuyện với nhau đi. Dạ. Tôi có gì phải ra ngoài rồi. Có chuyện gì? Hình như bên bà Hồng đã có nghi ngờ gì đó về sổ sách, cho nên hôm nay bắt tôi qua đó để giải trình. Hèn gì, bữa trước bà ta kêu tôi dừng mua cổ phần công ty tài chính lại. Sao anh nói là làm rất sạch sẽ mà. Thực sự thì tôi đã làm rất sạch sẽ, không hề có một dấu vết nào hết. Không có dấu vết nào, tại sao bây giờ lại như vậy? Tôi vẫn chưa nắm giữ hết cổ phần. Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện, coi như bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển hết. Anh yên tâm, tôi đã có cách đối phó rồi. Cách gì? Alo. Tôi đã xác minh lại thông tin, đúng là Hoàng Mỹ chuẩn bị gặp đối tác Singapore. Như vậy chắc anh đã có niềm tin ở tôi rồi chứ gì? Ừ, trước mắt là vậy. Nhưng tôi cần phải biết rõ khi nào đối tác sẽ qua tới bên đây. Anh xem đi, cái này tôi chụp trong văn phòng của Khanh đó. Cô có chắc đây là chuyến bay và thời gian tới của ông ấy không? Đúng vậy, tôi đã nghe lén Khanh nói chuyện điện thoại, rồi ghi chú, rồi dán vào lịch bàn. Sau đó tôi làm bộ vào phòng Khanh lấy đồ, rồi chụp lại cho anh xem. Tốt, nhưng tôi cần cô xác minh lại một lần nữa cho thật kỹ. Biết đâu lỡ ông ta đổi chuyến bay hoặc là thời gian tới đây thì sao? Nè nè. Dạ. Mấy cái chuyện làm ăn á, anh đâu có rành gì đâu, tự nhiên rủ anh đi theo làm gì? Anh không biết đó thôi. Ông Roger là một người rất là biết hưởng thụ và ăn chơi, cho nên là khi đón ông xong là phải để cho ông nghỉ ngơi và tổ chức ăn chơi về một ngày, rồi mình mới bàn bạc công việc được. Chị Khanh á là con gái, cho nên là sẽ không tiện. Anh Khang á thì chưa khỏi hẳn, cho nên là em mới nhờ anh cùng chiến đấu với em. Ăn chơi hả? Ừ. Em tính rủ ông ta ăn chơi gì? Thì tiệc tùng, du lịch, mấy cái dịch vụ hạng sang chẳng hạn. Nè, đừng có lôi anh vô mấy cái kiểu hiến thân như vậy nha. Xin lỗi, anh không có giúp ích gì được đâu. Trời ơi, anh trở nên tự tin từ lúc nào vậy? Anh yên tâm đi, nếu phải hiến thân để mà hợp đồng được thành công, em sẽ không chọn anh đâu. Sợ đối tác người ta ối 8 xô đó. Thằng nhóc này, lâu lâu để cho anh mày lên cao xíu không được nữa. Chưa về đã dìm hàng anh mày rồi.
Chết tôi rồi, ôi da đau quá, ôi da đau, chết tôi rồi. Chú ơi, chú có sao không? Trời ơi, mấy chú chạy xe hơi mẫu tả như vậy, lỡ đụng người ta chết có thần nhân mạng được không? Nè chú đi sai quy định nha. Từ ở đâu chú băng qua, ai mà thắng kịp? Chú nói vậy sao được, đường thì nhỏ hẹp, rồi xe hơi chạy đường nào, xe máy chạy đường nào, xe đạp chạy đường nào, đường chung thì người ta đi chứ. Chú lỡ đụng người ta chết, chú nói vậy sao? Thôi Nam, và chú cho tụi cháu xin lỗi. Chú không sao là tốt rồi. Để con đưa tiền cho chú, chú mua thuốc so vô nha. Nè chú, nói chuyện như chú này còn nghe được nè. Anh này ăn mặc đẹp trai mà kỳ quá. Sao hồi nãy té chạy cuộn trỏ có chút xíu mà sao giờ chỗ nào cũng đau hết trơn, không biết có bể xương chỗ nào không? Đau quá. Nè chú, xương chú mà gãy hả? Là nãy giờ chú không nói lớn được như vậy đâu. Nè, thôi tụi cháu xin lỗi nhiều. Đây, chú cầm thêm ít tiền mà bây giờ sống hết đi. Đau quá. Ôi trời ơi, đau quá, chân gãy xương rồi. Bà con cô bác ơi, có ai cứu giúp tôi không? Cái gì kỳ vậy? Mới nãy còn đứng nói chuyện mà bây giờ làm giả là sao vậy? Anh Kiệt nè, em còn lạ gì mấy cái trò mà ăn giả để kiếm tiền nữa chứ. Anh không tin đó hả? Anh đưa ổng 1 triệu xanh. Ổng đứng vậy, ổng đi vòng vòng trong vòng một nốt nhạc cho anh xem. Nè chú kia, chú đừng có mà giở trò nha. Xe của tôi là có camera hành trình rõ ràng. Rõ ràng là tôi chưa có đụng trúng chú. Chú tự té mà còn ăn giả nữa hả? Nè chú kia, hơn nữa chú còn đi sai luật. Tôi chưa có bắt đền chú cái tội mà cản trở lưu thông của tôi là may đó. Thôi em đừng có cãi giọng nữa, coi chừng trễ giờ đó ông Roger đó. Chú ơi, chú giúp chở tôi đi bệnh viện đi chú. Tôi đau ruột thừa chú ơi. Lẹ đi chú. Chú ơi chở tôi đi giùm đi chú. Hồi nãy thì mới đau xương. Đau xương hả? Bây giờ thì là chuyển sang đau ruột thừa. Hồi đau lắm à. Thôi chở tôi đi bệnh viện đi chú. Em đi đón taxi đi. Để lo chuyện này cho. Nhanh lên đi. Nhưng mà trễ giờ bây giờ. Đi đi. Lẹ lẹ đi chú ơi. Lo giùm em nha. Đi rồi em đi trước. Đi đi. Anh có chừng ổng đó. Đau quá. Chú có sao không vậy? Nè, tình hình sao rồi? Không biết cái thằng cha lái taxi có bị làm sao không nữa. Có đi đến đường sân bay không mà cũng bị lạc đường. Báo hại em đến trễ nửa tiếng đồng hồ. Vậy thì cuối cùng ai đón Roger? Ông ấy nói là ông ấy tự về trước rồi. Ông ấy nói với mình là ông ấy sẽ sắp xếp lịch của mình, rồi là sẽ báo cho bên mình biết để mình sắp xếp lịch ngay. Anh thấy cái vụ người đàn ông đi xe đạp ăn giả đó với lại cái vụ taxi giống như là ai đã sắp đặt gì, có cái gì đó cố tình để em trễ giờ. Sắp đặt? Nói là người qua lại làm ăn ở Việt Nam cũng khá nhiều năm rồi. Và anh có biết tôi thích nhất điều gì ở đây không? Dạ. Tôi thích nhất ở điểm là các bạn sẵn sàng làm hài lòng đối tác bằng các điều khoản bên ngoài hợp đồng. Tôi nói giỡn thôi, đừng bận tâm nhé, đừng bận tâm nhé. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ông thấy vui vẻ và hài lòng nhất. Xin lỗi ông Roger, cho phép tôi được nói thẳng nha. Có gì thì cô Hân cứ nói thẳng đi, tôi là người rất là thoải mái. Nếu như lần này chúng ta hợp tác làm ăn với nhau thì dĩ nhiên đây là cơ hội rất tốt cho An Phát chúng tôi. Như tôi nói trước, nếu mà phải hối lộ để có dự án này thì tôi xin lỗi, tôi không làm đâu. Rất tốt, rất tốt. Cô Hân quả là người thẳng tính. Hiếm có, tôi rất thích điều này. Điều mà quan trọng nhất đối với tôi, vì tôi tìm kiếm đối tác, chính là sự trung thật và thẳng thắn như cô Hân đấy. Dạ. Tôi biết trong xây dựng thường rất dễ xảy ra những tiêu cực như là ăn trên chặn dưới, rút ruột những công trình. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình và làm ảnh hưởng tới uy tín của công ty tôi. Nãy giờ tôi chỉ thử hai người thôi,
Giờ cô Hân đã nói như vậy thì tôi cảm thấy rất là yên tâm. Nếu vậy tôi cũng hy vọng là công ty An Phát chúng tôi và công ty của ông sẽ hợp tác lâu dài với nhau. Hy vọng mọi người đừng làm cho tôi phải thất vọng nhé. Dạ, xin mời. À, xin mời. Mời cô. Tên Roger này không phải là kẻ đạo đức như là hắn nói đâu. Anh cứ thay tôi chăm sóc cho hắn, chi phí ăn uống mua sắm gì đó cứ thoải mái, không cần phải lo. Tôi biết rồi. Vậy là thông tin thứ hai về thời gian ông Roger xuống máy bay chính xác hơn lần thứ nhất. Cũng may anh kiểm tra lại cho chắc ăn, không thì chúng ta đã thua một bàn đao rồi. Kẻ đưa tin sai, tôi sẽ bắt hắn trả giá. Em, hay là cho con qua khu trẻ em chơi đi. Mẹ ơi, cho con qua đó chơi đi mẹ. Nhanh đi mẹ. Anh đi từ từ thôi, không thôi đau đó. Đem bé cho. Để bé chơi với con nha. Kìa, bà làm gì kìa. Rồi đi lại nha. Rồi, đi. Mẹ đến đưa nè cho con nha. Ủa. Ủa. À. Ồ, ba đã mua. Ủa, anh đã dặn chú Minh là 10 phút nữa có mặt ở đây mà, sao bây giờ còn chưa tới nữa ta? À. Chú đi tới đâu rồi? Tôi đang kẹt xe một chút. Chú chờ tôi khoảng 2 phút nữa tôi tới liền. Được rồi. Chú Minh nói là 2 phút nữa chú Minh mới tới. Mẹ, con muốn mua bong bóng Doraemon. Cái gì? Bé Nhi muốn mua bong bóng chơi hả? Dạ. Được rồi, để bé qua đường mua cho con nha. Con ở đây chơi với mẹ nha. Dạ. Anh qua đường mua bong bóng rồi quay lại liền. Dạ. Đang ở ngoài đường, có gì về tôi gọi điện lại cho anh sao? Cô có biết gì không thấy hả? Cuộc đời tôi ghét nhất là những kẻ phản bội. Và một khi ai đó phản bội tôi rồi thì đều phải trả một cái giá rất đắt. Tuy nhiên, đối với cô thì tôi sẽ cho cô một đặc ân. Đó là người bên cạnh cô sẽ phải thay cô gánh chịu hậu quả này. Chào cô. Anh Kha! Có sao không? Anh Khang, anh có sao không? Anh không sao. Hãy để chúng mình tới làm đêm cho bệnh viện liền nha. Anh có bị đau nhiều lắm không? Chắc là động tới vết thương cũ thôi. Anh không sao đâu. Anh Khai à, tôi nghĩ là hai chiếc xe máy hồi nãy nó cố ý đụng trúng anh đó. Tôi biết rồi. Chính vì vậy mà tôi đã nhờ đến công ty bảo vệ, bảo vệ an toàn cho vợ con tôi. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi nghĩ bọn xấu á, nó có mục đích rõ ràng. Gia đình mình á, phải báo công an để bắt thằng chủ mưu.
Nếu không tôi e rằng cả nhà anh sẽ sống trong sự sợ hãi dằn vặt thì mệt lắm. Em đã biết kẻ nào đứng sau chuyện này. Em sẽ không để cho hắn làm hại gia đình mình một lần nữa đâu. Dạ. Thiện mấy anh đưa chồng tôi với lại con tôi về nhà trước. Em đi trước. À, con đi đã. Dạ. Anh. Có chuyện gì vậy? Tôi không để cho hắn hại anh Khang nữa đâu. Chị Hà. Nè, mẹ đuổi theo đi. Mẹ, con qua giùm con. Cha, chuẩn bị đi phát thiệp rồi sao? Dạ, con nghĩ là nên phát từ bây giờ, chứ con sợ không kịp. Thời gian vừa qua hai đứa đã quá vất vả rồi. Thôi thì tuần trăng mật cũng nên đổi thành tháng trăng mật đi. Để nghỉ ngơi cho thoải mái. Tụi con cũng muốn lắm chứ, nhưng mà còn nhiều công việc quá, nên hai đứa chỉ nghỉ được một tuần thôi mẹ. Công việc thì cứ để đó mẹ lo cho. Ngày mai mẹ sẽ kêu Xuyến qua đây nhận công việc từ hai đứa. Anh, tốt nhất là nên nghe lời của mẹ đi hả? Dạ, vậy tụi con nghe lời mẹ. Phát cái này giùm em nha chị. Được rồi. Chị Hè. Chị Hè. Ủa, chị Hè đi đâu vậy? Tôi ra. Chị Hè. Bảo vệ. Trời đất ơi, anh Chiết dặn không để gia đình bác Phong bác Trường tới công ty ăn phát nữa. Hai anh đi kêu thêm người lên đó. Tôi lên trước xem sao. Dạ, đã cậu ra ngoài trực. Dạ. Tôi là Tân đây, cho người lên lầu 12 gặp tôi. Thôi mẹ đi nha. Dạ. Hai đứa không cần phải tiễn mẹ đâu. Dạ. Chị ơi, bỏ ra. Ai cho cô ta vô đây? Kêu bảo vệ đưa cô ta ra ngoài nhanh. Đừng gọi bảo vệ không, bà hãy gọi thêm công an để bắt tay giết người này đi. Thằng nói hàm hồ, cô còn đứng đó làm gì nữa? Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Dạ. Được cái gì? Tôi đến đây không phải để tìm anh, mà để tìm bà Hồng với cô Hân. Hai người đó đã không lên tiếng thì thôi, anh không có quyền giùm lên tiếng ở đây hết đó. Cô tìm mẹ tôi và tôi có chuyện gì? Em à, em không cần phải nói chuyện với hạng người này. Hai anh đưa cô ta ra ngoài giùm tôi. Dạ. Nè, cái gì vậy? Bỏ ra. Hai người đừng vô cấy, tôi sẽ báo công an. Cái gì? Cái gì đấy? Gọi thêm người, đưa tất cả bọn họ ra ngoài cho tôi. Thôi đủ rồi, đừng có làm ồn nữa. Các người ra ngoài đi. Dạ, dạ. Cứ để coi cô ta muốn nói cái gì. Mà khoan đã, ai ở đây có thể nói giùm cho tôi biết cô ta là ai không vậy? Thưa bà, tôi tên là Hà, là vợ của anh Khang. Nhưng trước đây tôi là vợ của hắn. Nhưng đây chỉ là một phần của câu chuyện mà ngày hôm nay tôi đến đây kể thôi. Cô im đi. Cô im đi. Hân à, anh nghĩ chuyện này anh đừng nói nữa. Để em nói chuyện với cô ấy xong rồi mình nói chuyện với nhau. Tôi và mẹ tôi đang muốn nghe phần tiếp theo câu chuyện của cô đây. Thật ra câu chuyện này hai người đã từng nghe rồi, nhưng hai người đã không tin vì chính tôi đã đánh tráo bức thư thật bằng bức thư giả. Đánh tráo? Ý của cô là cô phản bội chồng mới để giúp đỡ cho chồng cũ hay sao? Còn chuyện mà tôi với anh Khang lấy nhau đều do một tay hắn sắp đặt hết. Hắn muốn tôi lấy anh Khang, ở bên cạnh anh Khang để lấy thông tin cho hắn. Còn cô biết hắn ta đã hứa gì với tôi không? Hắn ta hứa là sau khi chiếm được tài sản của cô, hắn ta sẽ bỏ cô và quay về với mẹ con tôi. Hay quá. Đây là trò hề của vợ chồng cô đúng không? Thằng Khang kêu cô đến đây để hại tôi. Tôi không ngờ nó đê hèn đến mức đẩy con vợ nó ra để làm trò đùa như vậy. Anh im đi, anh không được xúc phạm anh hai tôi như vậy. Khánh. Nhưng mà nói không có bằng chứng thì không ai tin đâu. Anh nghĩ tôi không có bằng chứng đúng không? Thank you.
Thưa bà, đây chính là bằng chứng. Xin lỗi, thật ra tôi đã không đốt lá thư này như đã nói với anh. Tôi đã quyết định cắt đứt với anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không bao giờ tôi có ý định bán đứng anh. Mặc dù là bức thư thật đang ở trong tay của tôi, nhưng tôi đã không mang ra để dạch bộ mặt thật của anh. Nhưng mà anh đã không ngừng lại. Ngày hôm nay tôi sẽ không để cho anh tiếp tục hại người nữa đâu. Thôi đủ rồi. Có thể lá thư này là do chính tay cậu ta viết, nhưng làm sao để chứng minh mọi điều trong lá thư này đều là sự thật chứ? Có nhân chứng đi chứng minh. Anh Trung tìm anh không được, cho nên là đã gửi USB này qua nhà. Cô có laptop không? Trên bàn, anh cứ lấy đi. Sau này tôi mới biết bà ta là vợ nhỏ của kẻ thù của đại ca, nên đại ca mới bắt cóc để lấy tiền chuộc, nhưng không có thả ra, mang cô ta qua công chi bán luôn. Đại ca nói ông ta tên là Vũ. Hồi lúc mà tôi chưa qua Campuchia, tôi còn ở Việt Nam có mở quán bia ôm. Ông là khách sộp của quán, có mấy lần ông giúp tôi thoát khỏi bị truy quét, cho nên tôi coi ổng như là đại ca vậy. Bà có biết đại ca của bà có thu hàng gì với kẻ thù hay không? Hình như là trong chuyện làm ăn. Rồi, coi như là rõ mặt nhau hết rồi. Bây giờ sao? Mấy người muốn gì? Đúng là đồ trân tráo khốn nạn mà. Chúng tôi sẽ bắt anh ngồi tù để trả giá tất cả những lỗi lầm này. Dễ quá hả? Kiệt, anh làm luật sư mà. Anh nói cho mọi người biết đi, với cái mớ chứng cứ hỗn độn này, có động được tới cái móng chân của tôi không? Oan nghiệt này là do tôi gây ra, tôi sẽ tự tay kết thúc nó. Minh Triết, mày nên nhớ, tao đưa mày lên được thì tao sẽ đưa mày xuống được đó. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Nếu như cách đây 2 năm mẹ nói với con câu đó thì còn được, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Với sự tin tưởng của mẹ thì số gia tài mà mẹ bòn rút được ở 2 công ty bây giờ đã thuộc về con rồi. Muốn cũng khó lắm mẹ. Mày, mày càng đắc ý thì mày sẽ càng chết thê thảm đó. Hãy chống mắt mà coi tao đối phó với mày như thế nào. Chúng ta đi. Con cùng đi. Mẹ đã mất con. Từ cái ngày mà mẹ đã nói với con là bác Trường và bác Phong là người đã hại chết ba ruột của con, con phải hại chết ba ruột của mình, là người đã yêu thương con, chăm sóc cho con như một người cha vậy.
Anh biết là có thể em sẽ không tin đâu. Nhưng tình yêu anh dành cho em, đó là tình yêu thật sự. Đừng đụng vào tôi. Anh xin em đó, hãy ở lại cạnh anh. Anh thắng rồi. Anh đã có tất cả những gì anh muốn. Hãy vui vẻ và tận hưởng nó đi. Cần gì đến tôi nữa. Hân, anh sẽ đợi em quay về. Tên là Hà, là vợ của anh Khang. Nhưng trước đây tôi là vợ của hắn. Thật ra câu chuyện này hai người đã từng nghe rồi, nhưng hai người đã không tin. Vì chính tôi đã đánh tráo bức thư thật bằng bức thư giả. Đánh tráo? Ý của cô là cô phản bội chồng mới để giúp đỡ cho chồng cũ hay sao? Còn chuyện mà tôi với anh Khang lấy nhau đều do một tay hắn sắp đặt hết. Hắn muốn tôi lấy anh Khang, ở bên cạnh anh Khang để lấy thông tin cho hắn. Vì lúc này sẽ hay hơn đó. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con biết là con không có tư cách đi gọi như vậy nữa. Mẹ, có lẽ là thằng Khang đã biết được mọi chuyện. Chu Minh đã chở thằng Khang về từ công ty. Chu Minh nói thằng Khang đã bước ra khỏi công ty như một kẻ mất hồn vậy. Điều mà thằng Khang cần nhất bây giờ chính là được ở một mình, và cần có thời gian suy nghĩ để quên hết tất cả mọi chuyện. Chị cầm đi. Cái này là... Lần này nhờ chị đưa lá thư làm bằng chứng buộc tội Tinh Triết, nên mọi chuyện được sáng tỏ. Chị cứ cầm lấy để có vốn làm ăn, rồi lo cho bé Nhi nữa. Chị cảm ơn em đã nghĩ tới mẹ con chị, nhưng chị không thể cầm số tiền này được. Trong thời gian qua gia đình mình đã cô mang chị và bé Nhi nhiều lắm rồi. Chị mang ơn còn không hết, làm sao chị có thể lấy số tiền này của em. Nhưng mà có chuyện này chị nhất định phải nói. Là chuyện gì? Chị cứ nói đi. Chị nghĩ là em không nên mạo hiểm mà chọc điên Minh Triết trong lúc này. Hiện giờ hắn đã mất hết nhân tính rồi. Chị không biết hắn sẽ còn làm chuyện gì để mà hãm hại gia đình mình. Có phải chuyện Thiên Lam ở bên cạnh hắn bây giờ là do chủ ý của em cài vô đúng không? Những chuyện cần làm á thì cũng đã làm xong rồi. Không nên hỏi nhiều đến những chuyện không liên quan đến mình. Khanh à, nếu được thì em nên dừng lại đi. Sáng nay Tên Triết cho người xử anh Khang là vì hắn biết em cung cấp thông tin giả về vụ ông doanh nhân người Singapore. Nếu như hắn biết em lên kế hoạch để chỉ phản bội rồi cài Thiên Lam bên cạnh hắn nữa, thì hắn sẽ không để cho em yên đâu. Mà bản thân Thiên Lam cũng gặp nguy hiểm nữa. Chị...
Chị thật sự rất là lo cho mọi người. Chị không cần phải bận tâm đâu. Chuyện của tôi tự biết cách để giải quyết. Bé Nhi. Dạ. Nè, cô ba dặn bé Nhi nha, về là phải thiệt là ngoan, nghe không? Dạ. Phải nghe lời mẹ. Rồi bây giờ quay lưng lại để cô ba kiểm tra coi bé Nhi có đem đủ đồ không. Khanh ạ. Sức khỏe bé Nhi không được tốt, chị để dành lo cho nó đi. Ai mà giỏi dữ vậy ta, soạn đủ đồ luôn, không thiếu cái gì hết. Nè, về mà hư á là cô ba sẽ nói mẹ không mua kẹo cho con ăn nữa, nghe không? Dạ. Không được hư, móc nghéo. Rồi. Mình đi con. Thôi cô ba con đi. Có phải những chuyện chị Hà vừa mới nói đó là sự thật không? Sự thật không? Anh ra hồi nào vậy? Anh hỏi em một lần nữa, những chuyện chị Hà vừa mới nói có phải là sự thật không? Phải. Chị có nghĩa là từ chuyện Lâm hư hỏng trở lại, rồi đến chuyện em sắp đặt Lam và làm ở công ty Hoàng Mỹ, đó là một vở kịch em muốn diễn cho thằng Triết coi à? Đúng. Anh quá thất vọng về em Khanh à? Chẳng lẽ về em muốn trả thù mà em lại bất chấp tính mạng của những người thân bên cạnh mình hay sao? Em đã nói với anh rồi, cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, em vẫn bắt tên Triết đó trả giá và giải oan cho ba của em. Khanh à, em hãy dừng tay lại đi. Anh xin em, hãy dừng lại đi. Anh không cản được em đâu. Nếu như em còn coi trọng lời nói của anh thì em ngưng ngay cái chuyện sắp đặt cho Lam tiếp cận Minh Triết. Còn nếu như em không nghe lời của anh mà lỡ như ảnh hưởng tới chuyện gì liên quan tới tính mạng của Lam, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Nghe hết rồi hả? Bà ngoại. Ủa, trời ơi, con heo rồi phố ngoại về đây hả? Nếu Lâm không muốn tiếp tục, chúng ta sẽ dừng lại. Lâm sẽ không dừng lại. Từ nhỏ tới lớn, Lâm chưa bao giờ làm một việc gì có ích cho gia đình và bạn bè cả. Duy nhất lần này, Lâm sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Nhưng mà chị Hà nói đúng. Bây giờ tên Triết trở nên điên cuồng như một con thú hoang và không còn khả năng kiểm soát. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, phải lập tức dừng lại. Khanh đừng lo, Lam biết mình phải làm gì để tự bảo vệ cho mình mà. Dừng lại như vậy cũng tốt. Từ nay con sẽ có thể sống một cuộc sống đàng hoàng, không phải làm những chuyện trái với lương tâm, trái đạo nghĩa. Như vậy mẹ thấy vui lắm. Con ra sao không quan trọng, con chỉ lo là không biết anh Khang
vượt qua nỗi đau này như thế nào. Còn thằng Tùng nữa mẹ, nó chỉ mới 1 tuổi. Bên nhà nội của bé Tùng đông người, họ có điều kiện, họ sẽ lo cho cháu nó được chu toàn. Mẹ, con là người mẹ không ra gì. Con đã chọn lối sống không ra gì, để bây giờ hai đứa con của con, một đứa thì thiếu tình thương của cha, còn một đứa thì thiếu tình thương của mẹ. Thay vì con ngồi tự trách mình, thì con hãy cố gắng mà sống cho tốt đi. Bé Nhi nó cũng rất cần con. Dạ con chào bác. Hai đứa đến rồi hả? Dạ con chào bác. Cho một cà phê đá. Dạ. Cho em trái dừa nha anh. Dạ. Bác không sao chứ? Con thấy bác có vẻ mệt đó. Bác không sao chứ? Không, bác không sao. Dì không sao rồi bác? Dì con nói là sẽ về Malaysia để bàn giao lại việc kinh doanh, rồi quay lại Việt Nam liền để giải quyết những việc sai trái mà dì con đã làm trong thời gian qua. Vậy là ba con với bác Trường sắp được thoát án oan rồi. Ba, con với anh Kiệt cũng đã nói chuyện với nhau rất là nhiều lần về vụ án của bác Phong và bác Trường nữa. Anh Kiệt nói bây giờ cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giải oan cho hai bác, đó chính là dì Hồng phải đi tự thú và tự nhận mình là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Nhưng mà nếu vậy thì... Thật ra dì của con đã dự liệu hết mọi chuyện rồi. Dì đã nói với ba là sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm quá lớn mà bà đã gây ra. Nhưng mà lần này tiếc một điều là vẫn không bắt được tên cáo Dạ Minh Triết. Biết làm sao bây giờ? Toàn bộ giấy tờ chuyển tiền mờ ám thời gian qua đều do con Hân đứng ra ký. Nếu lôi thằng Triết ra xử lý thì đâu khác gì xử luôn con Hân. Mà thật ra trong chuyện này, Hân nó cũng là nạn nhân. Vì con đã kể cho nó nghe một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật về thân thế của nó. Ý của bác là dì Hồng chỉ gạt chị Hân hả? Ừ, bà ấy đã nói với Hân là ba của nó đã bị anh Trường và anh Phong hại chết để chiếm đoạt tài sản. Bà ấy vì biết chuyện nên đã bị anh Trường và anh Phong bắt cóc thủ tiêu. Chính vì vậy nên Hân nó mới sinh lòng thù hận, chấp nhận đi cùng dì của tụi con gây ra nhiều chuyện như vậy. Vậy thì tội cho chị Hân quá rồi. Tại sao mày lại nỡ lừa gạt con chứ? Dì con đang đau đớn và hối hận tột cùng vì chuyện này. Đã vậy Hân nó bỏ đi đâu mất, bác và dì đã tự đi tìm rồi, cho người đi tìm khắp nơi mà cũng không được, khiến cho dì con càng suy sụp. Nếu như con là chị Hân, thực sự con cũng không biết phải sống làm sao vào lúc này nữa, khi mà tự tay mình đã làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy nữa. Chắc là bây giờ chị đang cần ở một mình để suy nghĩ về chuyện đó nữa. Hy vọng là nó không làm chuyện gì khờ dại. Hay là mình ra ngoài tìm thử lần nữa coi sao. Ừ,
Đã khuya lắm rồi. Ngày mai anh sẽ cùng em đi tìm con. Bước chân lặng yên trong bóng đêm để quên đi lỗi lầm em bỏ lại sau lưng. Muốn quên mà sao không thể quên, vì trong em vẫn còn hằn sâu những vết thương. Bơ vơ trong đêm một mình em, lang thang cô đơn một mình em, cơn mơ yêu thương giờ đây cũng đã vỡ tan trong tầm tay. Sao anh ra đi bỏ lại em, sao anh vô tâm chẳng tìm em, hay anh quên em và anh đã không thứ tha. Xót xa lòng vì em không thể quay lại, vì em đã hết yêu rồi, hay vì em đã quá sai lầm. Cuối con đường chỉ còn em với nỗi buồn, làm sao chôn giấu ký ức đau thương để quay về bên anh như ngày xưa. Bước chân lặng yên trong bóng đêm, tìm đâu xa lối về, tìm đâu những phút say yêu. Dòng tiền bạc cho tao, không thôi tao giết mày chết à. Nãy giờ tao nói mày có nghe gì không? Để lên. Muốn chết hả? Phải đó. Mày hả? Được chưa? Mày liệu mày hả? Bỏ một tay được tao. Mày lên. Để lên. Mau lên. Đồng hồ nữa. Mau lên. Để lên. Cắt cổ mày bây giờ. Đi, giống nữa, cổ chứng nhận nữa. Mày điên không mày? Chứng nhận này không được, chứng nhận này là của tôi. Mày đừng làm tôi đi cho quần quý gái. Mày, kia là mày đó. Lại. Hai anh ở đây, coi nạn nhân, để tôi được thăm đó. Dạ. Thôi, cút, thôi. Cô ơi, cô có sao không? Dạ thưa anh Trí có việc đi ra ngoài chưa về nữa à? Cô có biết khi nào anh ấy về không? Dạ, cái này em không biết. Anh Trí, dạ anh này có việc tới tìm anh ạ. À, chào anh. Xin lỗi anh, có chuyện gì? À, chuyện là vậy. Tối qua chúng tôi có cứu được một cô gái bị đánh cướp ngoài đường. Hiện giờ cô ấy đang ở chỗ chúng tôi, nhưng cô ấy không chịu nói rõ danh tính. À, nếu vậy thì chuyện đó có liên quan gì tới tôi đâu. Chúng tôi tình cờ phát hiện cô gái đó là người chụp hình chung với anh trong bài báo này nè. Hưng, cướp của đã là một cái tội nặng rồi mà còn đánh người nữa, nghĩa là tội càng thêm nặng đó. Dạ em cũng đâu muốn đâu, em chỉ hù để lấy chiếc nhẫn thôi. Nhưng mà cổ thà chết cũng đưa chiếc nhẫn cho em nữa, nên em nóng quá em lỡ tay. Đừng có đó mà nguy biện. Có phải hắn đang nói tới Hân không? Đúng vậy, đây là kẻ đánh cướp của Hân. Cô Hân đang ở trong này, xin mời anh vô. Dạ. Làm ơn đừng có hỏi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi là người vô gia cư. Tôi không có nhà, không có người thân, không có bạn bè. Mấy người đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được hết á. Ai nói với em là em không có người thân, không có nhà cửa? Anh đi đi, tôi không có quen anh. Hân, cho chúng tôi xin nói chuyện riêng một chút. Ừ. Về với anh đi em. Tôi không về, tôi không cần ai hết. Hân, em đừng tự dối lòng mình nữa. Em đã không tiếc tính mạng của mình để giành lại chiếc nhẫn với tên cướp.
Điều đó chứng tỏ em rất còn yêu anh. Hân à, anh xin em, hãy để anh được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Về với anh đi. Em không còn chỗ nào để về. Em không còn người thân nữa. Em cũng không còn bạn bè. Em chỉ còn một mình anh thôi. Anh đừng bỏ rơi em nha. Đừng bao giờ bỏ rơi em nha. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Anh thề đó. Mình làm vậy thật hả? Em yên tâm đi. Biết sao không? Anh đã nói hết cho cả nhà. Đây chỉ là bao đồng da thôi. Không nghe, nó nhỏ quá. Trời ơi, em cứ yên tâm đi. Anh đã nói hết cho cả nhà rồi. Ở đây chỉ là bao đồng da, không có cái gì hết. Đây! Đây! Đây con ơi! Đây nhà con ơi! Khang ơi! Khang ơi! Khang ơi! Khang ơi! Khang ơi! Mọi người chạy hết rồi Khang ơi! Chạy nhà rồi, chạy đi con! Đừng thu dọn đồ đạc gì hết. Trời, nhà đồ dữ lắm. Trời. Con ơi, trời ơi, khó thở qua em ơi. Chết anh rồi, anh khó thở qua em ơi. Cứu anh em ơi. Anh khó thở qua, khó thở qua, khó thở qua. Ơi, anh sao vậy hả? Khó thở qua, khó thở qua. Trời nhà, trời ơi, khó chịu quá. Trời ơi con ơi, ra phụ với cậu. Khang ơi, mau 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 đưa mọi con đi bệnh viện. Mọi con bị đau tim kìa. Mở cửa rồi, thành công rồi, thành công rồi. Trời ơi, cái thằng quỷ này nghe, cậu mày có chuyện á thì mày không ra, mở mày có chuyện cái mày ra liền hả? Trời ơi thôi, ghen thì gì không biết nữa, nó mở cửa ra mừng rồi. Cậu và cô đừng có ồn ào nữa được không? Không phải chuyện anh Tị nha, mà tại vì mình ồn quá. Rồi bây giờ sao đây? Em diễn tiếp nha. Diễn gì nữa à diễn? Trời ơi bây giờ nhà này mà nó có sập xuống đi nữa thì nó cũng không có thèm ra đâu. À, trời ơi chết tôi. Honey, rót giùm anh miếng nước coi. Rác hết cổ họng luôn rồi. Thất bại rồi phải không? Bây giờ anh mới biết cái thằng cháu của anh á, nó lì đến cỡ nào. Mọi người đừng quá lo lắng. Thằng Khang nó sẽ tự biết vượt qua mọi chuyện. Nó là người sống có trách nhiệm. Không bao lâu nữa nó sẽ tự thấy mình buồn như vậy là quá đủ rồi. Và sẽ tự thấy không thể để gia đình cho mẹ và các em phải gánh giá. Và nhất là nó sẽ không thể nào để đứa con trai của mình thiếu sự chăm sóc của ba. Rồi nó sẽ tự mở cánh cửa mà bước ra. Em à, rồi sau này em có định cho con Hà nó về thăm con nó không? Dẫu sao con nhỏ cũng vì bảo vệ thằng Khang mà đã chấp nhận mất hết tất cả. Cho dù thằng Khang có đồng ý hay không thì em cũng sẽ không chia cắt tình cảm hai mẹ con của nó. Hà nó vẫn có quyền về thăm con của nó. Hân, Hân à, con đừng đi. Con nghe mẹ nói nè. Nói gì nữa hả mẹ? Con đã nghe quá đủ những lời mẹ nói để bây giờ con không thể nào tin những lời mẹ nói nữa. Hân à, mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Là tại mẹ đã lôi kéo con dướng vào dòng oan nghiệt này. Hân à, mọi tội lỗi hãy để cho mẹ gánh chịu. Con hãy quay lại đi. Quay lại? Ừ. Quay lại bằng cách nào hả mẹ?
Bây giờ không có chuyện đáng tận lương tâm nào mà con không làm hả mẹ? Một là con phải chết đi, hoặc là con phải quay lại đi con đường mà con đã từng đi thời gian qua. Không, không phải đâu Hân à, con vẫn còn có thể quay lại mà. Quá trễ rồi mẹ, tất cả đều đã quá trễ rồi. Không, mẹ để cho con yên đi. Hân, Hân à, Hân à. Mẹ đã hại con rồi Hân ơi. Xin lỗi, tôi tới trễ. Cô có đem thứ tôi cần tới không? Đây, toàn bộ kế hoạch của Hoàng Mỹ sau khi họp với lão khách hàng Singapore. Thái độ của lão như thế nào? Lão khá là phật ý, vì anh Nam và Khanh không có chịu đi cửa trước cửa sau gì với lão hết. Nhưng mà... Mà sao? Mà thôi, chuyện cũng không chắc chắn, để tôi nói sau đi. Nói luôn đi. Hình như Khanh đang muốn giao dịch ngầm với lão sau lưng Nam. Khanh nói là Khanh không muốn tiếp tục thua như vậy nữa. Không ngờ Roger lại là một tên ăn thao đến như vậy. Không có một công ty lớn nào ở Việt Nam mà hắn không đánh tiếng để được đón tiếp và cung phụng. Chị Khanh, chị Khanh. Hả? Làm gì mà chị cứ như người mất hồn vậy? À, tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện anh hai tôi vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy lo quá. Cú sốc này chỉ có một mình anh Khang mới biết cách vượt qua thôi. Bây giờ việc chúng ta có thể làm là chờ đợi. Em nghe nè anh Kiệt. Dạ, được rồi. Em và chị Khanh sẽ qua liền. Anh Kiệt nói là em, chị và Lam qua văn phòng của ảnh. Chuyện có liên quan tới vụ án của bác. Ủa, sao anh không gọi cho tôi? Ủa, bộ hai anh chị giận nhau hả? À, mình đi đi. À, mình ghé qua đón mình trước nha. Dạ, anh Khang đang không khỏe nên chắc chỉ có Lam, Minh và Khanh đến thôi ạ. Xin lỗi vì đã bắt con giúp bác gạt mấy đứa đến đây. Thật ra thì chuyện tranh đấu trong suốt 2 năm qua đã thật sự khiến không một ai trong tất cả mọi người có được một cuộc sống vui vẻ. Con thật sự hy vọng mọi ân oán có thể buông xuống được nhẹ nhàng, để cho cuộc sống của tất cả mọi người được bình yên. Hy vọng được như những gì con nói, mọi người sẽ buông ân oán này xuống theo một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi không có gì để nói với người phụ nữ này. Tôi cũng vậy. Khanh à, Khanh à. Làm sao? Nghe nói nè, Khanh à, Khanh. Làm cứ về trước đi. Ừ. Anh không Khanh... cần phải nói gì với em nữa đâu. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó. Bà ta chỉ vì hận thù cá nhân mà đã với gia đình của em, gia đình của bác Trường tan nát như thế nào rồi. Em sẽ chấp nhận tất cả những thứ bà ta làm để chuộc tội, nhưng bà ta sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ từ em đâu. Em cứ giữ oán hận như vậy mà sống, cuộc sống của em có phải đang rất nặng nề hay không? Em không cảm thấy điều đó. Bởi vì em chỉ nhìn thấy hận thù và oán hận, và em mù quáng làm mọi chuyện gì đó. Anh muốn nói tới chuyện Tinh Triết đúng không? Em không hiểu. Con người đó càng ngày càng điên cuồng,
càng làm nhiều chuyện độc ác mất tính người. Em chỉ muốn trừng trị cái ác thôi. Em sai hả? Em sai chỗ nào? Sai ở chỗ là em trừng trị điều ác, là bằng cách em làm ra điều ác hơn. Em nói với mọi người, hãy tiếp tục để chị Hà ở trong nhà mà không nói gì với anh Khang. Mọi người cứ nghĩ em đang nghĩ cho anh Khang, tưởng là em cho chị Hà một cơ hội, mà thật không ngờ em chỉ lợi dụng chị ấy để đưa tin giả cho thằng Triết. Em không hề thấy em làm như vậy là quá nhẫn tâm với chị ấy hay sao? Em làm như vậy là chỉ muốn cho chị ấy một cơ hội để chuộc lỗi thôi. Vậy em muốn cho Lam cái gì mà em phải bắt Lam mạo hiểm mạng sống của mình và tiếp cận cái kẻ mà em nói mất hết tính người rồi hả? Tại sao em có thể nhẫn tâm để đạt được mục đích của mình mà đẩy bạn mình vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Trong lòng anh, em là kẻ xấu xa như vậy hả? Vậy thì bây giờ dù em có nói gì đi nữa, em cũng không thể nào tốt lên trong mắt anh đâu. Khanh à, Khanh. Xin lỗi con nha Kiệt, vì bác mà con với Khanh đã gây cãi với nhau. Dạ, không có gì đâu bác. Vậy bây giờ mọi chuyện đành nhờ vào hai đứa thôi. Thật sự dì rất muốn đi gặp mặt để tạ tội với chị Thanh và chị Ngân, nhưng mà dì không dám đi gặp họ. Tội lỗi mà dì đã gây ra không thể nào có thể tha thứ được. Dì nghĩ cách xin lỗi tốt nhất dì có thể làm hiện giờ là nhanh chóng đi đầu thú để anh Phong sớm có ngày được thả ra. Dì đã lên kế hoạch để rút ruột An Phát và sau này là cả thế kỷ nữa, nhưng không ngờ gậy ông lại đập lưng ông. Hầu hết số tiền đều bị Minh Triết chiếm đoạt, và đau nhất là không thể làm gì được nó, bởi vì hầu hết giấy tờ sổ sách đều có chữ ký của Ngọc Hân. Lấy lại An Phát là một việc rất khó. Dì biết tụi con đang gây dựng Hoàng Mỹ thành một An Phát mới, cho nên đây là toàn bộ tài sản của dì. Hy vọng là nó có thể giúp cho tụi con gây dựng lại An Phát mới được nhanh chóng hơn. Dạ thưa dì, thực sự chuyện này tụi con không tự quyết định được đâu dì. Nhật Nam à, con tạm thời giúp đỡ dì con tiếp quản chuyện này đi. Dạ. Dạ. Dì cảm ơn con, coi như là dì đã yên lòng được một phần rồi. Chỉ lo cho con Hân. Em yên tâm, mọi người sẽ tiếp tục lo cho Hân mà. Phải đó dì, tụi con sẽ không bao giờ bỏ rơi chị Hân hết. Cảm ơn tụi con nha. Dạ thưa bác, chuyện này có liên quan tới bác Trường và bác Phong, con muốn hỏi bác một chút. Con cứ hỏi đi. Vậy bác có lưu lại vật chứng hay nhân chứng nào để chứng minh bác là người bày ra chuyện tráo đổi chiếc vali tiền để đổ lỗi cho bác Trường và bác Phong hay không vậy? Tất cả những chuyện này đều do bác lên kế hoạch, bàn bạc với Minh Triết và kêu nó đi thực hiện. Thật sự không có nhân chứng hay là vật chứng gì để chứng minh con à? Bộ có chuyện gì không tốt hả anh? Coi ra chuyện chống án bây giờ vẫn còn rất nhiều khó khăn lắm. Theo tôi đánh giá thì cái lão Roger đó thực chất là kẻ chịu ăn. Bây giờ chỉ cần mình đưa ra cái giá hợp lý thì thế nào An Phát cũng lấy được hợp đồng. Sao anh biết? Tôi đã đi tiếp ổng cả tuần qua. Lão ta tỏ ra cực kỳ thích thú và nhiệt tình ăn chơi tiêu xài trong các bữa tiệc chiêu đãi của chúng ta. Chưa kể tôi còn nghe được tin hắn đang tiếp cận với một số công ty khác và cũng rất thỏa thích nhận cung phụng từ những công ty đó. Ông ta là loại người tham ăn như vậy. Mọi chuyện cứ làm theo ý em, em sẽ ủng hộ anh. Chúng ta là người tiếp cận ông Roger trước, nhưng đang có nguy cơ mất tay Roger này cho các công ty khác. Anh có thể suy nghĩ lại đáp ứng nhu cầu của hắn hay không? Làm ăn đàng hoàng có bộ cũng khó. Vậy anh tính sao? Hẹn ông ta đi. Dạ,
Vậy thôi tôi xin phép ra ngoài làm việc. À, Anna, em có chuyện này. À, chính xác là có hai chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì em? Em muốn đi du lịch một mình mấy ngày. Nếu như em cảm thấy thoải mái và vui vẻ thì anh ủng hộ. Còn chuyện thứ hai, anh định sẽ xử lý An Phát ra sao? Hiện giờ công ty An Phát giống như là một miếng bánh ngon chỉ mới ăn được một nửa. Anh đã lập một công ty khác ở ngoài rồi. Sau khi An Phát ký hợp đồng với IBB thì sẽ ký tiếp hợp đồng với công ty của anh. Cứ như vậy mà làm tiếp tục. Anh có nghĩ đến chuyện em chỉ có quyền quản lý công ty chứ em không có quyền sở hữu nó. Nếu một ngày nào đó bác Trường tỉnh lại thì... Anh biết khi nào mình phải dừng lại. Em yên tâm. Anh hai mở cửa ra đi, em nói chuyện với anh một chút nè. Anh hai, vụ án của bà đã không suôn sẻ như mọi người nghĩ. Bây giờ em cần anh, mọi người cần anh để làm mọi chuyện. Anh hai, anh mở cửa ra nói chuyện với em nè. Bộ anh không nghĩ đến bà một chút nào hay sao? Anh hai, anh hai, anh làm em quá thất vọng. Thôi được rồi, em sẽ không cần anh lo chuyện của bà nữa. Tự em sẽ làm hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù là bà Hồng đã khai nhận bà ta đã dàn dựng mọi chuyện để hãm hại ông Phong và ông Trường, nhưng mà chúng tôi cần phải điều tra thêm. Trước mắt là chúng tôi sẽ cho bà Hồng được bảo lãnh tại ngoại điều tra. Tôi có thể biết rõ là các vị cần phải điều tra thêm cái gì và thời gian là bao lâu không? Vì á, hiện thời những lời khai của bà Hồng chỉ từ một phía, chưa có bằng chứng gì chứng minh một vụ án hối lộ nghiêm trọng bỗng chốc bị biến thành một vụ án du khống. Chúng tôi cần phải có thời gian để điều tra kỹ càng hơn. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Bây giờ phải làm liều thôi, đừng có nghĩ nữa. Khanh à, sẽ làm, nhưng không phải là cách này, rất nguy hiểm. Mình đã quyết định làm rồi, Khanh đừng có cản mình nữa. Mình không muốn lỡ có chuyện gì không may ba mình sẽ phải ra đi chung oan ức. Mình lại càng không muốn khi ba mình tỉnh dậy phải vào tù giống như bác Phong. Cùng lắm có chuyện gì mình chết chung với tên cầm thú đó luôn. Lam đã nói như vậy á thì làm sao mình dám cho Lam làm cái gì chứ? Lam nghĩ là bác Trường và ba mình sẽ cảm thấy vui vẻ và yên lòng khi mà sự trong sạch và tự do của họ phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của Lam hay sao? Lần này mình biết rất rõ những chuyện mình muốn làm. Mình không hề nông nổi, cho nên Khanh cứ ngồi đó mà đợi kết quả đi. Nè Lam, sẽ không có chuyện gì cản trở được mình. Cho nên một là Khanh hỗ trợ mình, hai là mình tự làm. Đây là cơ hội để đưa bác Phong ra khỏi tù. Khanh chọn đi, một là bây giờ, hai là hàng năm nữa. Khoan đã, nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào thì phải dừng lại và tuyệt đối không được làm bất kỳ điều gì tổn hại đến bản thân. Đồng ý. Có chuyện gì vậy? Dạ, thưa anh, cái lão Roger đó đã mất tích rồi. Mất tích là sao? Dạ, em gọi điện thoại mà lão không bắt máy và biến mất khỏi khách sạn luôn. Được rồi, để tôi gọi hắn thử coi. Tổng công ty của hắn có chuyện gì không vậy? Dạ, em đã kiểm tra rồi, không
không có chuyện gì hết. Hay là có ai trả giá cao hơn? Nhưng mà hắn đã đồng ý với giá. Thì sao? Anh có dám chắc là cái giá của anh trả là cao nhất chưa? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh? Để đó, tôi sẽ xử lý. Dạ thưa anh, cô kia nói là nhân viên của công ty đang chờ anh nãy giờ đó. Được rồi, cảm ơn anh. Dạ. Cô tới đây làm gì? Có một vụ rất quan trọng mà chỉ trao đổi ở nơi mà không ai có thể phát hiện được. Sao? Có chuyện gì? Một ly nước anh cũng không mời tôi được sao? Nhà chỉ có nước suối thôi. Cô uống đỡ. Anh đã quá đề phòng rồi đó. Ngày hôm nay thật sự tôi mang tới một tin hay cho anh. Thông tin ở đây là Khanh đã lén lút sau lưng Nam đi gặp Roger. Và đồng thời cũng đã đồng ý khoản hoa hồng 6% với Roger. 6%? Ừ. Cô ta điên rồi sao? Thật sự thì tôi không biết số tiền 6% nó là bao nhiêu. Nhưng mà Roger đã hứa với Khanh là sẽ không liên lạc với bất kỳ một công ty nào khác cho đến khi ký hợp đồng ghi nhớ vào cuối tuần này. Và để chứng minh cho điều đó, ông ta đã dọn hẳn ra một khách sạn mới và tắt điện thoại để không liên lạc với ai. Khách sạn nào? Có phải là thông tin này mang tới một hợp đồng rất lớn không? Ý cô là sao? Nói thẳng ra đi. Một chút ít phần trăm. Cô cũng tham lam quá hả? Anh có thể lựa chọn đưa hoặc không đưa mà. Được, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho cô. Cảm ơn anh. Thôi tôi tôi xin lỗi. Thôi được rồi, cô để đây đi. Do anh nói là không cần nó nha. Cô về đi. Tôi đi đây. Ba, hôm nay á, nhìn ba đẹp trai thiệt đó. Bây giờ con cắt móng tay cho ba xong là điểm 10 cho chất lượng luôn. Ba, con nói thiệt chứ, lâu lâu không nghe ba chửi, con nhớ lắm. Nếu mà bây giờ ba có thể chửi, có thể mắng con được thì hay biết mấy. Nếu bây giờ ba không chửi con, không mắng con, không la con thì rất lâu sau ba mới la con được đó ba. Ba ơi, ba mau tỉnh lại đi ba. Mẹ rất cần ba, mẹ rất cần ba. Ba mau tỉnh lại đi ba. Ba ơi. Làm à? Mẹ, sao hôm nay không đi làm mà lại ở đây? Dạ, con đi công chuyện ở gần đây cho nên tạt ngang ghé thăm ba luôn. Bây giờ con về con đi làm mẹ. Ừ, thôi con về đi làm đi. Nhớ đừng có lười biếng đó. Dạ thưa mẹ, con đi. Mà nè, con đó, cố gắng mà làm người nghe chưa. Ba mẹ sẽ không lo cho con được nữa đâu. Mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng sống thật tốt, không làm cho ba mẹ thất vọng đâu. Vô đi.
Sao rồi? Nó không chịu nói. Cô là Lam. Anh là ai? Ở đây là 1/3. Sau khi nhận tin, kiểm tra xác thực thì cô sẽ nhận 2/3 còn lại. Minh Chí sợ tôi gài bẫy anh ta, cho nên anh ta không đến mà nhờ anh đến hả? Đánh thông tin vô đây. Đợi kiểm tra tiền cái